Đàm Tùng Vận, Địch Lệ Nhiệt Ba và dàn mỹ nhân Cbiz đọ sắc với kiểu tóc na cha. Kiểu bùi tóc hai bên hay còn gọi là tóc na cha đang được giới trẻ hết mực ưa chuộng bởi sự trẻ trung năng động lại hết sức dễ thương. Đến những mỹ nhân hoa ngữ đình đám cũng chẳng thể cưỡng lại được sức hút của kiểu tóc cực hết hot này. Dương Mịch khoe nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào, nhí nhảnh trên sóng livestream với kiểu tóc búi hai bên cực dễ thương, lại ăn gian tuổi. Thanh xuân phơi phới như thế này bảo sao dù đã ở tuổi 34 và là mẹ một con, mỹ nhân tam sinh tam thể vẫn tự tin mình là thiếu nữ xinh đẹp. Dù đã 30 tuổi, Đàm Tùng Vận vẫn chẳng hề bị gượng khi cưa sừng làm nghề với kiểu tóc đang gây bão trong giới trẻ hiện nay. Thậm chí tạo hình, tóc trẻ trâu lại càng khiến nữ diễn viên lấy danh nghĩa người nhà, càng thêm phần trẻ trung và vô cùng dễ thương. Nổi đình nổi đám từ khi còn nhỏ nhờ nhân vật Na Cha trong phim Bảo Liên đang tiến truyện. Sau khi lớn lên, Tống Tổ Nhi cũng thử lại kiểu tóc từng làm nên tên tuổi của mình. Giờ đây nữ diễn viên đã dậy thì thành công và gây xô xuyến với nhan sắc ngọt ngào và vô cùng xinh xắn. Mỹ nữ Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba khoe chặn gương mặt hoàn hảo không tì vết với kiểu tóc búi hai bên. Mái tóc trẻ trung này tăng thêm nét tinh nghịch cho mỹ nhân lệ câu chuyện, khiến cô càng trở nên xinh đẹp, hút chặt mọi ánh nhìn. Hóa thân thành mỹ nhân cổ trang trên màn ảnh nhỏ, Dương Tử cũng phải búi tóc na cha mới chịu. Kiểu tóc búi hai bên đáng yêu cộng thêm gương mặt xinh muốn xỉu của nữ diễn viên hương mật tựa khói xương gây mê đến vậy, bảo sao người hâm mộ không thích cho được. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo gợi cảm, Trương Hinh Dư cũng chẳng thể cưỡng lại được sức hút của trang tóc này. Tình địch một thời của Phạm Băng Băng gây sốt với thần thái sang chảnh, sắc lạnh đầy mê hoặc, khiến cộng đồng mạng phải đứng ngồi không yên. Nàng khuê nữ quốc dân Quan Hiểu Đồng đốn tim khán giả với nhan sắc trong trẻo ngọt ngào đến tan chảy. Xinh đẹp như thế này bảo sao nữ diễn viên Phượng Tù Hoàng có thể khiến một trong tứ đại lưu lượng đình đám Cbiz, Lộc Hàm mê như điều đổ. Là một trong những thành không tuổi của showbiz xứ đài, Dương Thừa Lâm chinh phục cả những khán giả khó tính nhất với nhan sắc trẻ trung, trong trẻo dù đã 40. Kể cả khi thử sức với phong cách trang điểm sắc sảo quyến rũ, mỹ nhân ác ma bên người vẫn vô cùng cuốn hút. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.